Bác sĩ kêu là 7 tháng nữa Dạ, là 7 chết. tháng ông chết. 7 tháng ông chết, bây giờ là tháng thứ 2 này. Lúc chị đi mượn tiền với hộ, hộ không dám cho nhiều, hộ cho chị có 1 triệu. 1 triệu. Dạ, rồi nếu có đám cưới đám gì hộ cũng không dám cho, hai vợ chồng sợ bị lây. Chị định đi chữa nhưng mà chị không có tiền, chị không đi khám, thì không đi khám thai. Tại vì chị mà đi chữa thì chị cũng không khỏe, thì không có tiền trả cho hộ. Chị cũng nghĩ như vậy nên chị đâu có dám đi đâu. Chị không dám mượn luôn. Hết tủ cho hai đứa con. Họ bảo là hai vợ chồng đều bị như vậy. Chắc bị lây hay sao? Chị cũng buồn đấy chứ. Chị đâu đâu, chị đâu có dám ăn cơm của họ đâu. Trong người chị bây giờ cũng đang có bướu, cũng đang có phình, Dạ, đang bị phình bướu. nhưng mà chị chưa đi khám luôn. Dạ chưa. Chào mọi người nhá, mình là Trọng đây. Thì ngày hôm nay là mình đang có mặt tại thôn Nao Quang, xã Lục Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nha mọi người. Thì lý do ngày hôm nay là anh em mình quay lại đây là mình quay lại mình thăm một cái hoàn cảnh nhá, mà có một cái anh mà người đồng bào dân tộc vùng cao này, thì anh bị một cái căn bệnh mà anh đã đi khám bệnh ở những cái bệnh viện mà xung quanh đây á, thì bác sĩ có trả về một cái kết quả rất là đau lòng luôn. Thì bác sĩ có nói là anh là chỉ sống được có 7 tháng nữa. Thì ở trong những cái video trước á, là mình đã có vào đây mình thăm gia đình của anh đó rồi. Thì gia đình của anh thì hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Thì không có tiền để đưa anh đó mà đi lên bệnh viện lớn để khám á. Thì cái bệnh viện mà ở thành phố Bảo Lộc vào đây á, thì bệnh viện đã trả kết quả về là cái căn bệnh này á, là không có chữa được. Thì cái thời gian mà sống của anh đó á, còn lại là chỉ 7 tháng thôi. Thì bây giờ là mình quay video á, là hơn 1 tháng rồi. Thì tới hiện tại bây giờ là gần 2 tháng á. Thì vừa rồi á, mình có nghe gia đình của anh gọi xuống nói cho mình biết á, là tình hình bệnh của anh bây giờ là rất là nặng luôn. Tại người của anh phì to ra rồi, mắt của anh chuyển qua màu vàng luôn. Với lại là hôm bữa là ở trên nhà của anh đó á, rồi có một trận bão nó đi qua á, thì nó sập mất nửa cái nhà. Nên là bây giờ là gia đình của anh là đang vay mượn tiền rồi để sửa lại cái nhà. Rồi tình trạng bệnh của anh thì càng ngày càng nặng hơn á. Thì không biết là có qua khỏi hay là không nữa mọi người. Lúc trước thì bác sĩ nói là sống được 7 tháng. Thì từ bữa mình quay video tới giờ là cũng gần 2 tháng rồi. Nên là bây giờ mình quyết định mình quay lại đó mình thăm. Và mình trao một cái số tiền mà của Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình anh đó. Thì bây giờ là mình sẽ vô trong đó mình quay video và mình chia sẻ lên cho tất cả mọi người xem. Thì mọi người tiếp tục theo dõi video này và đồng hành cùng mình nhá. Thì hiện tại bây giờ là mình đang đứng ở trước cổng nhà của cái anh đó nha mọi người. Cái ngôi nhà nhỏ nhỏ ở phía bên trên á là nhà của anh đó. Tại vì xung quanh này á, là chỉ có một mình nhà của anh này thôi. Từ Lâm Đồng, từ cái chỗ mình ở chạy lên trên này là hết 3 tiếng chạy xe mọi người. Mình chạy từ sáng thì giờ này mới tới, giờ này là cũng tầm trưa trưa rồi nhá. Thì mình không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ vô trong nhà luôn. Đó nhìn nè, mình lúc trước bên này có một gian nữa này Kiệt, bây giờ bị sập rồi kìa Kiệt. Em chào anh. Chào anh. Vâng. Anh Ca Liêm nhờ. Ca Liêm. Ca Liêm, anh khỏe không anh? Vâng, cũng đi. Không khỏe mấy. Anh đứng dậy nói chuyện với em một tí anh. Đang làm gì đây? Đang nấu nước uống. Nấu nước uống à? Đây, mình đi ra đây anh Liêm. Thì em nghe tình hình là người dân nói là bệnh anh càng ngày càng nặng hơn à. Mắt mắt của anh giờ sao nó qua màu vàng luôn này. Vàng nhưng mà tối ngủ nó khó thở. Khó thở à? Kiệt quay cái mắt, cặp mắt của anh đó kìa Kiệt. Không biết là quay có thấy không hay là trời nắng nữa. Cái bên trong con mắt cái lòng trắng mà nó thành cái lòng vàng luôn anh đó Kiệt. Mở mắt to lên thấy anh là giống rồi. Giống anh thấy anh rồi. Cái đầu anh Liềm anh xoay xoay người qua luôn cho Kiệt quay cho khán giả xem. Thấy mấy cái cục không? Thấy à. Thì càng ngày là nó càng bự ra luôn mọi người. Đâu cho em xem nào anh Liếm. Trời ơi. Thế ở cục ở dưới bụng mình là nó có to hơn không? Hay là nó vẫn vậy? To hơn. Đâu cho em xem nào. Trời ơi. To hơn trước nhiều lắm anh ơi. Kiệt quay xéo xéo bên này qua này. Thì nhìn nó thấy to luôn này.
Ôi. Trời ơi. Thôi gấp mấy lần trước luôn rồi. Rồi, thì là bữa giờ thì tình hình sức khỏe của mình là thế nào rồi anh Liệp? Ờ, thấy nó yếu yếu hơn ạ. Yếu yếu hơn à? Nó không giống như mấy tháng trước. Dạ, nó yếu rồi. Từ ngày mà bác sĩ nói là mình chỉ còn sống được 7 tháng, bây giờ là tháng thứ mấy rồi? Tháng thứ 2 đúng không? Anh, nhưng mà anh có ăn uống bình thường được không? Không, ăn cỡ chứ được một chén. À, nhưng mà nhìn người anh mà... Nó ăn, ăn là nó đầy hơi à? Không ăn được nhiều. Cái này là bị sao đây? Này hồi nãy bị được mấy cái đinh ấy. Ờ, bị chảy máu hả? Chảy máu xong rồi cột lại vậy đó. Cột lại, giờ nó mới hết ra. Có lú nhỏ nhỏ à. Đây là... Ừ, cho... Vợ anh đâu rồi? Vợ đang trong nhà. Ờ, đi, mình đi vô trong nhà anh. Em chào chị. Dạ, chị chào em. Dạ, đang làm gì vậy chị? Của chị, nhà bếp của chị nó bị sập, chị gom lại mấy cái này, chị gom bên này. Em cài cái mic nhá. Ờ, đang gom dục qua đúng bên này qua bên này. Dạ. À? Bên trước mưa to quá. Nó sập mất cái gian này đúng không? Dạ. Cái gian nhà này hôm bữa mà em lên em quay phim này em thấy nó nghiêng rồi. Dạ. Đúng không? Hôm đó là em có nói với chị rồi là chị để vậy chị không sợ nó sập à? Bữa nay mưa to nó sập luôn này. Mưa to nó sập luôn? Dạ. Mấy ngày rồi? Gần tuần nay rồi sao? À, gần một tuần rồi mưa nó sập. Thế lúc đó có người mình có bị sao không? Không sao, mai là chị ở trên nhà trên này, không sao. Ờ, đi, đi qua đây chị. Thì đây là mọi người. Hôm bữa là lần trước á, là mình vô đây mình thăm á, thì là có một gian nữa, xung quanh gian nữa chạy dài qua đây. Nhưng mà bữa đó mình vô mình thăm á, là nó nghiêng hết trơn rồi. Mình có nói với chị á, là chị ở đây mà chị không sợ sập hà? Chị có nói là không. Bữa nay sập. Bữa nay là sập luôn này. Bữa đây là cũng may là tất cả mọi người là đều ở trong nhà. Dạ. Hết mà đúng không? Ờ, thế là mấy cái tôn này mình mới đóng lại à? Dạ, lấy cái tôn cũ nó sập nghiêng bên mình thao mình che đỡ nó. À, mưa đây. Cái tôn này mọi người Kiệt quay cho mọi người xem này. Đi, đi qua đây cùng em chị. Dạ. Cái tôn này là hôm bữa là ở trên nóc nhà. Dạ, trên nóc nhà. Xong rồi nó sập xuống rồi bảo mình lấy xuống, mình đóng. Dạ. Qua luôn. Ờ, cái nào xài được thì mình ấy như vậy để nó đỡ chuột nước. Ờ, đi, nước đi mình đi. Dạ. Vô trong nhà đi để em xem tình hình sức khỏe của anh thế nào rồi, anh Liếm. Đi, đi vô nhà anh. Thấy người anh bây giờ nó cứ nặng nặng ha chị? Dạ, thấy nặng nặng. À, đây, thằng cu này đang học à? Dạ, đang học, luyện viết. Học, học lớp mấy vậy? Dạ, mầm non. Mầm non ha? Dạ. Đang viết bài? Dạ. Đi, đi vào đây Kiệt, đi vào đây mình nói chuyện. Đây, hai vợ chồng mình ngồi đây đi chị. Cu này mầm non là thế còn một đứa nữa đâu? Dạ, một đứa đi học rồi học buổi chiều. Một đứa nữa là học buổi chiều. Dạ. À, còn thằng này học mầm non. Em. Dạ. Để cái cặp này đây nhá. Dạ. Bao này bao gì đây? Bao phân của hộ của gửi nhà chị ấy. À. Thì tình hình là em nghe người dân nói là tình bệnh của anh là càng ngày nó càng nặng hơn. Là bây giờ là hiện tại là thế nào rồi chị? Chị nói rõ hơn cho em thì và khán giả tuần hiểu. Nay là ông không ăn cơm. Không ăn cơm. Bảo ăn cơm là nó khó thở. Ăn cơm là khó thở. Dạ. Uống nước, uống sáng sáng thì ông đun cho ông nước chè, ông uống một ly như vậy. À. Bảo là nó, ông mà ăn cơm, ông được ăn vài muỗng là nó bảo là khó thở. À. Nhưng mà từ bữa đến giờ là mình có uống thuốc gì không? Không, đâu có tiền đâu mà uống thuốc. Cứ để vậy luôn à? Dạ. Bác sĩ kêu là 7 tháng nữa là chết thì mà mình cứ đợi vậy thôi à, chứ. Dạ. Mình không uống thuốc men gì luôn. Không. Không, không, không có vay mượn tiền ở đâu được à? Không. Trời ơi. Chị mua thuốc của chị mà nên uống thì nặng, không có thuốc chị không cho. Chị thì đang uống thuốc. À. Chị mượn với hộ là chị mua thuốc của chị. Chị cũng đang bị gì nhỉ? Không bị bướu. Bị bướu cổ à? Dạ, thuốc của chị hụp đang ở đây. Đây này đang bị hụp ở đây. Thế là em nghe người dân nói là hôm đó hai vợ chồng ngủ mà sập nhà rồi sao? Sập. Quanh, nhà... quanh đây có nhiều nhà bị không hay mình nhà chị? Mũi nhà chị à. Tại vì nó nghiêng đó đúng không? Dạ. Nghiêng mưa nó rủ tô. Xong rồi sập xong rồi sao nữa? Mình lại sửa lên cái này hết bao nhiêu tiền? Chị đi mượn về hộ hàng của chị được. Phải chịu chị thay cái tôn này. Không thì thằng cu nó hộp ở đây cũng không được. Nó cứ dụt mưa. À. Trên đầu giường chị cũng bị dụt mưa luôn. À. Nên xin, nên kêu rú mấy
ông anh rể với ông em rể thì lúc bị dột mưa mấy anh em leo trên đó là nó bị rớt luôn mà. Nó rớt ngay đây, may là có cái dây này này nó đỡ. Còn đứa em thì nó bị xe bằng vậy luôn, xe tay này. À, lúc mà leo lên để sửa lại đấy à? Bởi vì cái năm 10 đó nó bị mục hết rồi. Vâng. Thì em biết rồi, tại hôm bữa em vui em cũng thấy cái nhà này rồi. Thế là mượn thêm anh chị em là mấy triệu? 6 triệu. Để sửa nhà. Thế còn mình mượn được 6 triệu sửa nhà vậy sao mình không cho anh đi chữa bệnh? Lại nếu không sửa nhà thì không có nhà cho mấy đứa con ở nữa. Thì ông bảo là em cứ sửa nhà đi, anh thì ở vậy thôi, sống chừng nào thì sống được, bảo vậy. Anh không chịu ấy à? Nếu mà đi thì tiền con đi học nữa không cô em ơi, bảo vậy. Mình không làm nhà thì tội nghiệp cho hai đứa con. Hôm bữa là mình nói chuyện là chị nói là tình hình bệnh của anh là lên trên bệnh viện Bảo Lộc thì người ta kêu là chỉ còn sống được 7 tháng đúng không? Dạ. Mà bữa nay em quay lại đây em thấy mắt của anh nó vàng. Kiệt quay mắt của anh nó một lần nữa cho khán giả coi kìa. Trước thì không bị vàng, bây anh giờ nhìn bị vàng lên. Rồi. Thấy vàng không Kiệt? Thấy à. Bữa nay vàng. Chảy máu thì không chịu cầm. Chảy máu mà không cầm lại được đúng không? Vậy bây giờ mình không tính được cách nào anh Liêm? Mình phải làm sao rồi mình vay mượn, mình xoay sở rồi mình đi lên trên bệnh viện lớn mình khám thử đi. Bệnh viện nhỏ thì họ nói là như vậy thì mình thử khám ở bệnh viện lớn xem sao. Chị thì có đi vay nhưng mà hộ sở hai vợ chồng chị thì chồng thì bị u, vợ thì bị bưu, hộ sở mình không có tiền trả cho hộ nên hộ đâu có dám cho mình mượn nữa đâu. Nếu mình mượn 1-2 triệu thì hộ cho, có 5-6 triệu thì hộ không cho. Nhưng mà lên trên bệnh viện lớn là phải cần nhiều đúng không? Đúng rồi. Tầm phải 10-20 triệu, 20 triệu. Vợ thì bị bưu, bữa nay thì chị đâu có đi làm, thay nắng nóng là nó bị ngụp thở là chị cũng không đi làm được rồi. Thay nhà của chị bị sập nên người ta thấy thương nên người ta mới cho chị mượn được 6 triệu nên chị thay. Chứ giờ mình mượn 10-20 triệu đi khám là người ta không dám cho mình mượn người đúng không? Người ta đâu có dám cho mượn đâu. Tại không có khả năng trả. Không có khả năng trả, vợ thì cũng không đi làm được mà chồng cũng không. Nếu mát thì chị làm được. Dạ. Nếu thay nắng thì chị bị ngụp. Sao đây nhiều ruồi thế chị? Bữa nay hổ bốn phân cút phân cá sao mà nhiều ruồi thật. Thì mình tại vì hồi nay chị nói là anh kêu là cứ làm nhà sửa nhà rồi lo cho con cái đi học đi rồi anh thì cứ kệ anh đúng không? Để em nói anh Liếm nghe nhá. Thì mình là còn sống á là mình còn kiếm thể ra tiền. Là mình còn có thể kiếm ra tiền, chứ mình chết đi là mình không kiếm được ra tiền đâu. Vợ con mình lại còn khổ hơn. Nên là giả sử mà mình vay mượn được thì mình cứ chữa bệnh đi, chứ mình đừng có tiếc hay là mình đừng có kiểu là mình sợ thế này thế kia. Nhìn gia đình vậy rất là đáng thương luôn mọi người. Biết bài. Bác sĩ hôm bữa bác sĩ kêu là 7 tháng nữa là chết. 7 tháng ông chết. 7 tháng ông chết, bây giờ là tháng thứ 2 rồi. Tháng thứ 2 rồi nhưng mà anh bây giờ tháng thứ 2 này là cái lần đầu tiên anh em mình gặp nhau anh Liếp là cách đây 2 tháng đó. Sức khỏe lúc đấy với sức khỏe bây giờ là anh thấy trong người anh thấy thế nào? Có hơn nhiều không? Bệnh hơn nhiều không? Nó yếu hơn mấy tháng trước. Yếu hơn mấy tháng trước. Kiểu bây giờ trong người là thấy khó thở. Cái nắng ra nắng là nó khó thở. Có thở rồi tối mình ngủ cũng ngủ được. Nhưng mà anh có thấy cái dấu hiệu gì ở trong người của mình chưa? Không, cứ đau ở đây bên này bên kia. Trời ơi. Cổ thì nó không đau mà nó đau trong bụng. Nếu mà Chúa không phù hộ là nếu mà như lời bác sĩ nói là còn 5 tháng nữa thôi đúng không? Là ông đi. Thế anh Liếm anh có suy nghĩ gì về cái thời gian sau này của anh không anh Liếm? Cũng có. Để mình nuôi con cái chứ hành. Không, ý em là anh có suy nghĩ gì về cái căn bệnh của anh là không biết là nó có khỏi hay là có không qua khỏi không? Thì anh cũng có như vậy nhưng mà tại bác sĩ mình là nhờ bác sĩ thôi. Ừ. Bác sĩ không chữa được cho mình thì mình qua tay thôi. Còn chị là thế mà anh bị như vậy thì chắc chị buồn lắm nhỉ? Chị cũng buồn. Chị lo cho ông, lại chị lại bị đau hùng nữa. Chị bị bưu đó.
Nhưng mà em hỏi chị cái này, chị đừng có buồn em nhé. Nhưng mà chị có suy nghĩ là anh không biết anh có qua khỏi hay không? Chị cũng suy nghĩ như vậy. Chị suy nghĩ như vậy nhưng mà chị nghĩ trong đầu là thế nào? Bao lâu nếu ông được ở nhà thì ông mấy đứa con phải nấu cơm cho chị, nấu cho anh. Sau này nếu mà không có ông ở nhà thì chị cũng không biết thế nào. Chị cũng buồn mà. Bây giờ thì chị lại bị nữa. Mình thích đi chữa nhưng mà mình có tiền. Thật. Chị định đi chữa nhưng mà chị không có tiền, chị không đi giam, không đi giam thay. Bởi vì chị mà đi chữa thì chị cũng không khỏe thì không có tiền trả cho hộ. Chị cũng suy nghĩ như vậy nên chị đâu có dám đi đâu. Chị không dám mượn luôn. Thế tụ cho hai đứa con. Họ bảo là hai bà chồng đều bị như vậy. Chắc bị lây hay sao? Chị cũng buồn đấy chứ. Chị đâu có dám ăn cơm của hộ đâu. Chị cứ ở như vậy thôi. Thật. Chị thì bây giờ đang bị bưu. Không biết bưu chị luôn. Họ bảo đã bị phình nhưng mà chị không biết. Họ kêu là trong người chị bây giờ cũng đang có bướu, cũng đang có phình. Dạ, đang bị phình bướu. Nhưng mà chị chưa đi khám luôn. Dạ chưa. Chị chỉ đi cần đi tới bà Lục hỏi bảo vậy thì chị đâu có tiền đi ngoài kia đâu. Chị cũng đang buồn cho hai đứa con nhà chị mà. Nếu hai bà chồng mà bị như vậy thì hai đứa con tội nghiệp, chị đâu có biết làm gì đâu. Chị buồn. Trời đi đâu họ cũng bảo là hai bà chồng bị như vậy. Thế tội nghiệp cho hai đứa con. Thật. Trời ơi. Một đứa con thì mới có là 5 tuổi, còn đứa lớn là bao nhiêu tuổi chị? Năm tới tháng 11 nó mới được 10 tuổi. Gần 10 tuổi. Dạ. Nó thì không biết gì mà, đâu biết là hai bố mẹ bị bệnh. Bọn nó đâu biết là bố mẹ đâu bị bệnh đâu đúng dạ. không? Chồng thì bị bướu và bây giờ là bác sĩ nói là còn sống được 7 tháng. Vợ thì hiện tại bây giờ cũng có bướu nhưng mà bác sĩ nói là cũng có thể là lây đúng không? Chắc phải hồi báo chắc sẽ lây. Sẽ lây từ chồng. Trời ơi. Chị thì đang uống thuốc. Thuốc của chị là mình mua một hộp là 200 mốt. Nhưng mà không được 3 ngày là hết. Hộp của chị đang cất đây. Dạ yeah. Còn anh là anh không chịu uống, anh không có tiền mua thuốc. Anh không có tiền mua thuốc, bảo là em uống để em được nuôi con. Anh thì cứ để vậy. Thì chị đang uống thuốc. Ý là hai vợ chồng là chỉ đủ kinh tế để mua một cái thuốc thôi. Dạ, tên mua là cái thuốc của anh vợ. Nhường cho chị thôi. Dạ, anh nhường cho chị mua thuốc. Tại vì chị bây giờ thì còn khỏe hơn anh. Chị thì cũng không đi làm được, thế năng là chị cũng mệt, chị ở nhà. Đây là của chị đây. Dạ. Có ba ví. Dạ rồi em hiểu rồi. Rồi cứ bỏ xuống đó đi chị. Uống thuốc. Hai vợ chồng là chỉ đủ tiền là cho con cái ăn học và mua thuốc cho một người thôi mọi người. Nên là anh này là nhường lại những cái kiểu như gọi là nhường lại là cái gọi là cái sự sống luôn á cho chị này để chị này chăm lo cho con. Thế này nha chị, bây giờ là em sẽ tính thế này, tại vì ngày trước á là em có quay video em thăm về cái hoàn cảnh gia đình của mình nè, thì em có đưa lên trên trang của em, thì các mạnh thường quân mà xem khán giả xem video á thì họ cũng thấy thương gia đình của mình rất là nhiều luôn. Anh thì bệnh như vậy mà không biết anh đi khi nào. Nên là các mạnh thường quân cũng gửi cho gia đình một số tiền. Thì em thấy là cái số tiền này là cũng hơi nhiều, cũng đủ cho gia đình mình đi khám bệnh. Thì bây giờ là em sẽ trao cái số tiền này của mạnh thường quân cho gia đình mình luôn. Thì anh với cả chị sắp xếp rồi hai vợ chồng cùng nhau lên trên bệnh viện ung bướu ở trên Sài Gòn, hai vợ chồng khám đi. Rồi khám đi xem tình hình thế nào, rồi có xem có cứu chữa được không, rồi mình còn nuôi các con. Nhá, bây giờ là em sẽ trao cái số tiền của Mạnh Thường Quân cho anh với chị luôn. Dạ. Thì bây giờ là mình sẽ trao cái số tiền mà của Mạnh Thường Quân mà gửi cho gia đình của anh Ca Liềm nhá. Thì cái hoàn cảnh rất là đáng thương luôn mọi người. Thì mình sẽ đọc danh sách lên cho mọi người xem luôn. Thì chú
Mike Linh Lam 300 đô la Mỹ, cô Ngân bên Mỹ 200 đô la Mỹ, chị Trinh 300 ngàn, chị Mạc Thị Hương 500 ngàn, anh Cù Thanh An 1 triệu, cô Tâm ở Bà Rịa 500 ngàn, chú Toàn ở Boston 100 đô la Mỹ, chị Ngọc My ở Canada 3 triệu rưỡi, chị Vân Thị Bích 500 ngàn. Tổng số tiền là 20 triệu 100 ngàn. Thì Kiệt quay danh sách cho mọi người xem đi Kiệt. Thì mình sẽ trao cái số tiền này để cho hai vợ chồng anh chị đi khám bệnh luôn. 20 triệu 100 ngàn. Đây chị, đây là cái số tiền mà 20 triệu 100 ngàn nhá. Thì em sẽ đếm cho chị luôn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 triệu 100 ngàn. Anh liếm nhá, với cả chị. Thì bây giờ là em sẽ trao cái số tiền này cho hai vợ chồng mình. Thì hai vợ chồng mình cứ sắp xếp đi. Rồi hai vợ chồng rủ nhau lên trên bệnh viện ung bướu ở trên Sài Gòn khám bệnh đi. Rồi mình chữa bệnh đi, rồi mình còn lo cho các con mình sau này nữa. Đây chị. Dạ, cho em cảm ơn em trộn với gia đình với Mạnh Thường Quân chị. Em rất cảm ơn Hồ dạ. Đã giúp đỡ cho gia đình chị. Dạ. Để chị đi chữa trị. Vâng, Mạnh Thường Quân là đang ở trong TV này chị. Dạ. Thì nếu mà chị cảm ơn thì chị nhìn vào trong này chị cảm ơn này. Đây, ừ, đây bên bên này chị. Dạ, dạ, cho em cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ gia đình em để hai vợ chồng em đi trị bệnh ạ. Em cảm ơn. Dạ. Thì lấy cái số tiền này để đi chữa bệnh cho chồng với cả dạ. chị, xem khám để xem mà bệnh này nó có lây hay không rồi mình dạ. chữa bệnh luôn đi nhá. Dạ. Nếu mà còn khám chữa bệnh này nếu mà còn dư hay là thế nào thì mình để dành mình mua gạo nước rồi mình đóng học cho mấy đứa bé này cho nó đi học nha chị. Dạ. Thì chị tính là khi nào là hai vợ chồng mình sẽ đi? Chắc thứ hai thứ ba chị cũng đi. Thứ hai thứ ba là mình đi khám bệnh luôn đúng không? Bữa trước chị đi xin mượn hộ mà không cho thì chị đi. Lúc chị đi mượn tiền với hộ, hộ không dám cho nhiều, hộ cho chị cũng 1 triệu. 1 triệu. Dạ, rồi nếu có đám cưới đám gì hộ cũng không dám cho, hai vợ chồng sợ bị lây. Thế chồng chồng chị đi là họ bảo sao mày mấy người bình tao thật. Xong hay chịu hộ để hộ đi sợ lấy mình. Họ bảo nếu đi đám ma thì chị gửi với người họ ăn, chị gửi mỗi một mình bà chị là thương chị. Chị đấy cũng nghèo, hồi chị đấy còn thương ai. Không có gạo gì, chị cho gạo thật. Không có gạo là chị cho gạo 10 ký. Có lúc thì chị đi làm không quá đấy, họ cho chị. Bây giờ thì chị mệt không đi làm được nữa. Đi làm không quá chỗ nhà chùa nữa. Trời ơi. Lúc mà bị bệnh nặng mà đi khám bệnh họ chỉ dám cho mượn 1 triệu thôi. Yeah. Nhưng mà mượn nhiều quá thì tại vì mình đâu có làm được ra tiền đâu, mình không có khả năng mình trả đúng không? Yeah. Rồi mình đi ra ngoài đường thì họ sợ mình lây. Em sợ lây. Đi đám cưới cũng sợ lây, họ báo sao? Cái bệnh này là bệnh gì chị? Chính xác. Mỡ. Chính xác là u mỡ. U mỡ mà. Nhưng mà bác sĩ nói là có lây không? Thì cũng không biết, họ không báo vậy. Bởi vì họ tới đâu họ báo là cứ về đi, họ không chặn là nó lây, chị không biết luôn. Dạ. Nên bây giờ thì phát hiện chị lẹp ưu thì họ bảo là chẳng nó lây thì chồng họ cứ tung tuyết như vậy. Họ sợ. Cả mình thấy cái gì mình ăn là họ chê, họ sợ lây luôn. Ừ. Họ cũng chạm ăn mình. Chị thì thấy trao tội nghiệp như vậy nên chị cũng không có, chị đi làm mướn. Dạ. Rồi chị cũng đi làm trong công quá thì chị không lấy gạo, chị cho em gạo, cho chị gạo. Dì là sao? Dì hộ hàng đấy, thay tội nghiệp hay phải chồng thì chị cũng đi làm công quá chung. Thay tội nghiệp thì chị ăn mì phần gạo thì dì cho chị. Dạ. Có lúc thì vậy. Bữa nay sư thầy cũng kêu dì chị đi làm công quá nhưng mà chị không khỏe nên chị đâu có đi làm được đâu. Dạ. Bữa trước ổn đã đỡ thì chị hay đi làm. Thì mình cố gắng lên nha chị. Thì mình hai vợ chồng sắp xếp rồi lấy cái số tiền này mà mình đi mình chữa bệnh đi nha. Dạ.
mình đi mình khám để xem có lây hay không, rồi khám luôn thằng nhỏ luôn. Khám luôn thằng nhỏ nữa. Thằng cu lớn có biểu hiện gì không? Con mũi thằng nhỏ này là cô này, thấy đây này, thấy cái cục nhỏ nhỏ này mà không biết cục gì. Đây, ngay cũ ở đây. Đâu? Đây này, mi lành quy ạ. Đâu chị, cục nào? Đây, đây, đây. Em cầm, đây, cái cục. Rồi, thấy rồi. Thằng lớn thì chị không biết, còn thằng nhỏ thì thấy có cục nhỏ nhỏ. Giờ chị nó có lây hay không thì là chị lên trên là chị khám là chị biết luôn rồi. Yeah. Biết luôn rồi thì chị phòng tránh cho hai đứa nhỏ đi. Dạ. Yeah. Thấy cái cục này mình mà đụng là nếu ơi là nó kêu là đau. Cái cục đó là có đau không chị? Nếu mình rờ thì nó kêu đau. Đâu chị thử đụng vô xem nó có la không. Gì ạ? Chị ở luôn. Có lúc thì nó đau, có lúc thì không, nhưng mà chị thấy cái cục này nó lắc đầu như vậy là thấy cái cục. Sao mà anh cứ cột hoài vậy? Nó khô chưa? Chưa. Đâu anh tháo ra em xem nào. Là cái bệnh này là cái bệnh của anh là máu nó chảy là nó không cầm được vết thương luôn à chị? Không cầm được vết thương. Bây giờ cầm được. Hay sao? Cầm rồi mà. Cầm được. Cần chân mấy nó mới cầm. Xong rồi, mình cứ tháo ra đi. Nãy làm gì mà bị chảy máu? Không làm gì, không đụng cái gì luôn mà thấy cái vết thương nhỏ tí đây là nó rung nó ra. Cho chị cảm ơn nhóm em Trồng với Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình em ạ. Em rất cảm ơn nhiều để cô tiền đi chữa trị hai vợ chồng em ạ. Cho em cảm ơn. Dạ thì em cũng chúc cho vợ chồng anh chị có thật là nhiều sức khỏe và may mắn nhá. Dạ. Thì cầu mong cho Chúa sẽ phù hộ cho mình. Thì ok mọi người. Thì bây giờ là anh em mình sẽ kết thúc cái video này tại đây luôn. Thì mình cũng cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các cô chú anh chị nãy giờ đã dành thời gian xem cái video này của anh em mình. Thì nếu mà mọi người cảm thấy cái video này hay thì hãy bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video này cho anh em mình nhé. Một lần nữa mình cảm ơn tất cả mọi người.